Thưa quý vị khán giả, việc tiếp tục thực hiện chính sách gia hạn tiền thuê đất, giảm thuế phí lệ phí được cho là thông tin rất tích cực và có ý nghĩa rất quan trọng đối với cộng đồng doanh nghiệp và nền kinh tế, khi mà số doanh nghiệp rút khỏi thị trường đang ngày càng gia tăng. Những ưu đãi thuế ở những thời điểm phù hợp cần thiết sẽ là cú hích thúc đẩy doanh nghiệp ngày càng phát triển. Nói về chính sách gia hạn giảm thuế phí và lệ phí, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho rằng không phải vì lo ngại ảnh hưởng đến thu ngân sách nhà nước mà không thực hiện chính sách thuế hỗ trợ người dân cũng như là doanh nghiệp. Các chính sách tài khoá hỗ trợ doanh nghiệp là những quyết sách dài hơi, có tầm nhìn xa, nhìn rộng. Bởi vì đổi lại nhờ ưu đãi về thuế, doanh nghiệp có thêm vốn để đầu tư phát triển, góp phần thúc đẩy kinh tế vĩ mô tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh quốc gia. Và để hiểu rõ hơn về vấn đề này, ngày hôm nay chúng tôi đã mời tới trường quay ông Nguyễn Văn Được, Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn kế toán và tư vấn thuế Trọng Tín, Ủy viên thường trực Hội Tư vấn thuế Việt Nam. Và lời đầu tiên xin được cảm ơn ông đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin chào MC Huy Hoàng, xin chào quý khán giả đang xem Thời báo Tài chính Việt Nam. Vâng, câu hỏi đầu tiên mà chúng tôi muốn gửi tới ông Nguyễn Văn Được đó là theo nghị định số 12/2023 NĐ-CP thì doanh nghiệp sẽ tiếp tục được gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023. Và nhiều ý kiến hiện nay thì cho rằng là chính sách này thì đã góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp cũng như là người dân. Đây không phải là lần đầu tiên chính phủ gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất. Là người tiếp xúc nhiều với doanh nghiệp, ông thấy doanh nghiệp đã đón nhận chính sách gia hạn lần này như thế nào? Rõ ràng chúng ta thấy rằng là chính sách này đã được thực hiện qua nhiều năm, nên hiện nay doanh nghiệp đang đón nhận với một động thái rất tích cực. Nó không còn cái câu chuyện giống như ban đầu chúng ta ban hành chính sách này. Chúng ta nhớ lại lúc ban đầu chúng ta ban sách chính sách gia hạn và thuế thì có một số bộ phận doanh nghiệp người ta chưa hiểu rõ về chính sách này, người ta cho rằng là chính sách này nó chỉ là gia hạn thuế, mà gia hạn thuế thì rõ ràng doanh nghiệp sẽ vẫn phải nộp thuế, và người ta cũng nghĩ rằng là đến một thời điểm nào đó mà khi mà hạn nộp thuế đã hết thì nó sẽ tạo một áp lực tài chính cho doanh nghiệp, và do những cái sự mà hiểu của doanh nghiệp nó chưa được đầy đủ, chính vì vậy là doanh nghiệp họ đón nhận chưa được tốt. Tuy nhiên với cái chính sách của chúng ta là các thủ tục gọi là gia hạn thuế nó rất đơn giản thuận tiện, thành thử ra là khi mà doanh nghiệp được hưởng lợi những chính sách một cách thụ động cũng có và chủ động cũng có, và dần dà sau qua nhiều năm như vậy, qua năm 2020, 2021 và đến hôm nay thì cái tín hiệu này mà khi mà Bộ Tài chính trình Chính phủ đã cái nghị quyết mà để và các nghị định để và gia hạn thuế thì thấy rằng cộng đồng doanh nghiệp thấy có hào hứng hơn và thấy rằng là có động thái tích cực hơn, và tôi nhận thấy rằng doanh nghiệp họ mong muốn là chính sách này được tiếp tục được thực hiện trong năm 2023 và thậm chí 2024 với một cái quy mô có thể rộng hơn cũng như là với cái đối tượng được sâu hơn và được nhiều loại thuế hơn và cái thời gian có thể kéo dài hơn, thì đấy là cái tâm lý chung của doanh nghiệp, và họ cho rằng đây có thể là cái liều thuốc, không phải là liều thuốc trước đây gọi là trợ lực, mà đây là liều thuốc gọi là thường xuyên để cho doanh nghiệp để có thể điều kiện để phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh. Và tôi cho rằng là doanh nghiệp hiện họ sẽ phải đón nhận, họ đã đón nhận và tin tưởng rằng họ cũng sẽ đón nhận một chính sách này được với một cái động thái tích cực. Và cũng xin được chia sẻ thêm tới ông Được cũng như là quý vị khán giả ở đây, đó là theo thống kê thì số doanh nghiệp tạm dừng hoạt động 5 tháng đầu năm 2023 của chúng ta là trên 80.600 doanh nghiệp. Và điều này thì cho thấy rằng là nhiều doanh nghiệp đã rất là khó khăn. Dưới góc nhìn của ông Được thì chính sách gia hạn tiền thuế đất lần này có ý nghĩa như thế nào đối với cộng đồng doanh nghiệp cũng như là người dân ạ? Tôi cho rằng là cái chính sách gia hạn thuế này nó không còn phải còn không đơn giản là một cái liều thuốc trợ lực nữa, mà đây nó giống như là một cái liều thuốc bổ được thường xuyên được thực hiện, bởi vì qua quá trình thực hiện là cứ 6 tháng năm nay được tiếp theo qua 6 tháng năm sau, và nó được thường xuyên như vậy. Chính vì vậy nó tạo thêm một cái gọi là một loại một cái thuốc bổ cho doanh nghiệp để họ có một cái sức đề kháng đối với lại nguồn tài chính, đặc biệt trong cái giai đoạn mà khó khăn như hiện nay thì cái việc mà gia hạn thuế đồng nghĩa với việc rằng là doanh nghiệp sẽ chưa phải nộp thuế đó, tức là giống nhà nước cho doanh nghiệp vay và không có lãi suất, đúng không ạ? Như vậy về góc độ kinh tế thì doanh nghiệp đã được tiết kiệm một cái khoản gọi là khoản chi phí lãi vay. Đấy là điều đầu tiên phải nhìn nhận với góc độ kinh tế. Với góc độ khác nữa thì rõ ràng là hiện nay tín dụng đang được thắt chặt, các tình hình sản xuất kinh doanh rất khó khăn, các luồng tiền thu của khách hàng cũng rất khó. Chính vì vậy cái nguồn mà gọi là cái vốn gọi lưu động của doanh nghiệp gặp khó khăn, nên cái khoản tiền này, khoản tiền gia hạn, doanh nghiệp sẽ được sử dụng cái khoản tiền này để bổ sung vốn lưu động. Thứ nhất là có thể mua nguyên nhiên vật liệu hoặc là trả lương, hay là phải thực hiện các nghĩa vụ như đóng bảo hiểm hay đóng các khoản thuế đến hạn vân vân. Trước đó để làm sao bạn thực hiện nghĩa vụ và cũng như thực hiện cam kết với người lao động hay cam kết với lại với khách hàng. Do đó là tôi cho rằng cái việc chính sách gia hạn thuế này nó có một ý nghĩa rất quan trọng. Nó không chỉ làm sao ạ
về mặt bài toán kinh tế là tiết kiệm chi phí lãi vay, đồng thời nhưng nó là một cái nguồn, nó là một cái nguồn nguồn lực để giúp doanh nghiệp phục hồi, có cái nguồn lực để tiếp tục sản xuất kinh doanh, giải quyết những vấn đề về công ăn việc làm, giải quyết vấn đề về lao động. Vâng, một thông tin nữa mà chúng tôi muốn đề cập đó là bên cạnh chính sách gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất thì chính phủ cũng đã trình Quốc hội phương án giảm thuế giá trị gia tăng 2% đối với phần lớn hàng hóa dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% xuống 8% trong 6 tháng cuối năm 2023. Thì theo ông Được thì chính sách này có ý nghĩa như thế nào đối với người dân doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay ạ? Tôi đánh giá cao cái chính sách giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% giảm 2% xuống còn 8% của một số đối tượng hàng hóa. Bởi vì chính sách này đã được thực hiện ổn định từ năm 2022 và do chính sách này nó có tác động đa chiều đến nền kinh tế. Bởi vì sao? Bởi vì thuế giá trị, chúng ta biết rằng thuế giá trị gia tăng là một loại thuế gián thu, nó cấu thành trong cái giá bán của hàng hóa dịch vụ. Do đó khi giảm thuế tức là giá bán hàng hóa dịch vụ giảm xuống, mà giá hàng hóa dịch vụ giảm xuống thì người tiêu dùng, tức là người tiêu dùng cuối cùng sẽ được hưởng lợi. Mà khi người tiêu dùng hưởng lợi thì rõ ràng làm sao ạ? Với một lượng tiền như trước đây thì đến bây giờ, nhưng đến khi bây giờ mà giảm thuế thì người tiêu dùng, người dân sẽ được mua nhiều hàng hóa dịch vụ hơn, và khi mua hàng nhiều hàng hóa dịch vụ hơn tức là hàng hóa được lưu thông nhiều hơn, và hàng hóa lưu thông nhiều hơn tức là với chiều ngược lại thì các doanh nghiệp, đúng không ạ, sẽ được giải phóng được hàng tồn kho mà lâu nay chưa thể bán được. Bên cạnh đó thì sẽ kích thích quá trình sản xuất, tức là cung sẽ phải tăng lên, và khi mà sản xuất tăng lên nó sẽ giải quyết được vấn đề công ăn việc làm, giải quyết được vấn đề về lao động hay các vấn đề về an sinh xã hội khác. Và khi mà cung và cầu có một sự gọi là thiết lập mới, làm cho bức tranh của nền kinh tế thay đổi, thì khi đó là nền kinh tế được vận động trở lại thì nhà nước lại thu được thuế. Và đặc biệt trong cái bối cảnh kinh tế khó khăn hậu Covid thì rõ ràng rằng là nếu như chúng ta lại thu thuế xong, chúng ta lại quay trở lại hỗ trợ đối với người dân, thì như vậy cái quá trình như vậy nó rất là lâu. Còn khi mà chúng ta giảm thuế giá trị gia tăng, tức là giảm trực tiếp trên hàng hóa, thì người dân được hưởng lợi trực tiếp. Người dân được hưởng lợi trực tiếp thì nó sẽ nhanh hơn, đúng không ạ? Và cái chi phí mà phân phối lại thu nhập nó cũng sẽ được thấp hơn, đúng không ạ? Nếu chúng ta thu thuế phải mất chi phí thu thuế, sau đó chúng ta phải mất một cái chi phí để đi phân phối lại thu nhập đó là thì đến hiện mà lại nó phải có một thời gian, phải lộ trình, phải qua các thủ tục khác nhau. Còn bây giờ chúng ta giảm thuế luôn thì tức là người dân được hưởng lợi luôn. Nên chính sách này đối với người dân rất nhanh gọn thuận tiện, và nó sẽ tác động giúp cho làm sao ạ, giảm được cái đời sống của người dân. Bên cạnh đó thì đặc biệt đối với những cái ngành hàng tiêu dùng, ngành hàng tiêu dùng thì khi mà giá giảm thì rõ ràng rằng là cầu nó tăng lên lập tức luôn, cầu tăng lập tức luôn thì bên này họ sẽ tiêu dùng được ngay, và sau đó các doanh nghiệp mà sản xuất tiêu dùng được thì nó sẽ kéo theo được sao ạ, các doanh nghiệp sản xuất đi theo. Do đó tựu chung lại là tôi cho rằng hưởng lợi lớn nhất là người dân, và sau đó đến các doanh nghiệp, và cuối cùng là ngân sách nhà nước cũng như là nền kinh tế. Và có một vấn đề nhỏ mà chúng tôi cũng muốn đề cập ở đây, đó là trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết số 43 về giảm thuế giá trị gia tăng năm 2022 thì có khá là nhiều doanh nghiệp, người nộp thuế lúng túng về mặt hàng được giảm thuế cũng như là việc xuất hóa đơn như thế nào cho đúng quy định. Những vướng mắc này mặc dù đã được ngành thuế tháo gỡ, tuy nhiên để việc giảm thuế thực sự mang lại hiệu quả thiết thực, ông Được thì có lời khuyên như thế nào đối với người dân và doanh nghiệp? Rõ ràng chúng ta nhìn lại cái chính sách thuế giảm thuế giá trị gia tăng 10% và giảm 2% xuống còn 8% của một số loại hàng hóa dịch vụ, thì chúng ta phải hiểu rằng cái bối cảnh lúc đó là chúng ta phải tính cấp bách và tính thời sự, lên nghị định phải ban hành ra một cách để có thực thi ngay. Và nghị định mà ban hành ngay thì không phải lúc nào nghị định chúng ta cũng có thể là chúng ta có thể dự liệu được các trường hợp cụ thể trong quá trình thực hiện. Chính vì vậy trong quá trình thực hiện nó cũng có một số cái vướng mắc. Tôi đơn cử ví dụ như là doanh nghiệp họ không biết rằng là cái hàng hóa của tôi có được giảm thuế hay không, bởi vì có những hàng hóa thì nó có nằm trong cái danh mục của quyết định 15 của nghị định 15 hay không, họ cũng chưa thể xác định được. Và thậm chí khi họ xem ở trong nghị định 15 đấy liệu rằng tôi có được miễn giảm hay không, họ cũng rất khó xác định. Bởi vì sao ạ? Bởi vì các loại hàng hóa khác nhau, sự phân định nó cũng có khác nhau. Có một số loại hàng hóa thì nó rất khó khăn phân định. Vậy có thể tôi hiểu là cái mã ngành này và cái nhóm hàng này thì tôi sẽ không được giảm thuế, nhưng chuyển sang mã ngành này tôi được giảm thuế, thì đấy là một cái khó khăn nhất mà doanh nghiệp trong thời gian qua phải gặp phải. Vấn đề thứ hai mà doanh nghiệp cũng gặp phải trong cái bối cảnh đó là lúc, bởi vì thông thường chúng ta chỉ có loại thuế suất là thông thường thuế suất tăng nội địa chỉ có 5% và 10%, nhưng đến hôm nay chính sách giảm thuế xuống còn là 8%. Như vậy là trong quá trình đó là cơ sở hạ tầng của cơ quan nhà nước cũng như là của doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp mà cung cấp dịch vụ và hóa đơn, họ chưa trả tay kịp, thành thử ra là nó có sự
nó có sự gọi là trục trặc, có sự là thực hiện nó chưa được tốt. Và cuối cùng thì tôi, khi mà người dân đưa ra những cái hàng hóa họ những cái vướng mắc đó, thì họ có gửi lên các cơ quan ban ngành, gửi lên cơ quan thuế để được hỗ trợ. Tuy nhiên thì chúng ta biết rồi, nghị định 10 năm chúng ta chỉ giao cho chính phủ là người hướng dẫn, và không giao cho Bộ Tài chính và cũng không giao cho Tổng cục Thuế hướng dẫn chi tiết trong từng cái trường hợp cụ thể. Nên khi gặp phải khó khăn thì ngành thuế cũng chỉ hướng dẫn được trong phạm vi của khuôn khổ nghị định 10 năm, không thể nào mà vượt qua khỏi khuôn khổ 10 năm. Nhưng bản thân nghị định 15 không phải đã rõ ràng giống như là trăng hôm rằm, bởi vì sao? Nghị định nó là một cái tổng thể, chúng ta không thể nào chúng ta đi chi tiết được. Và rõ ràng trong cái nền kinh tế có vô vàn các loại mặt hàng khác nhau, nên không thể nào một cái nghị định có thể cover được hết. Thì đấy là cái khó khăn thứ ba mà tôi cho rằng là ba cái khó khăn lớn mà doanh nghiệp đã vướng phải. Cái một khó khăn cuối cùng thì chúng ta cũng phải nhận định rằng là doanh nghiệp, góc độ doanh nghiệp là tiếp cận nó còn hơi bị chậm. Tại vì rõ ràng là khoa học đối với nghị định 15 ấy, tôi cho rằng họ việc tiếp cận của định 15 và ban hành 15 là rất là khoa học, bởi vì nghị định 15 đã dựa trên một cái nền tảng của các quy định của pháp luật khác, ví dụ như là mã ngành kinh tế, và từ cái mã ngành kinh tế này người ta mới quy định rằng anh kinh doanh mặt hàng nào, đúng không? Thì anh thuộc cái mã nhóm ngành nào thì anh có cái mặt hàng đó thì anh sẽ được giảm hay không được giảm. Nhưng trong quá trình thực hiện thì thú thực với chúng ta rằng là chủ yếu là kế toán viên là người thực hiện cái công việc là xem cái hàng hóa này của tôi có được giảm thuế hay không giảm thuế, chứ cũng không phải là doanh nghiệp hay là pháp chế, mà chủ yếu là người kế toán viên. Mà người kế toán viên thì chỉ có thường chỉ hiểu vào chính pháp luật về kế toán là chuyên sâu, chứ họ chưa có nhiều những cái am hiểu về quy định pháp luật khác, ví dụ như luật đầu tư hay luật doanh nghiệp hay đặc biệt là các mã ngành kinh tế. Nên khi ứng dụng vào đó thì họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Họ không biết rằng là cái mã ngành này thuộc các là bán hàng những cái loại hàng hóa gì, nên có quá trình ứng dụng được rất nhiều khó khăn. Thì tôi cho rằng đây là bốn cái khó khăn mà trong quá trình thực hiện cái nghị định 15 gặp phải. Chính vì vậy tôi, cộng đồng doanh nghiệp mới mong muốn rằng là trong cái tới đây mà Quốc hội ban hành cái nghị quyết, thì mong muốn rằng cộng đồng doanh nghiệp mong muốn rằng là nghị định 15 sẽ được làm sao ạ, sẽ cần được một hướng dẫn một cách chi tiết, cụ thể, tường minh hơn, đặc biệt những cái hàng hóa dịch vụ nào nó ở cái ranh giới mà hiểu sao cũng được. Thì chúng tôi đề nghị rằng Bộ Tài chính sẽ phối hợp với lại Bộ Kế hoạch Đầu tư cũng như Tổng cục Thống kê để xác định lại những cái mã ngành nào mà thuộc cái ranh giới mà nó có thể gây hiểu nhầm lẫn, thì chúng ta lên quy định rõ ràng hơn. Và cách tiếp cận từ cái quyết định 27/2018 của Thủ tướng Chính phủ, người ta cũng hướng dẫn khá là chi tiết từng loại hàng hóa dịch vụ một. Thì do đó thì nghị định lần này lên có những chỉ dẫn cụ thể hướng tới cái quyết định 27, cũng như nếu được thì chúng ta cho luôn vào trong nghị định. Cộng đồng doanh nghiệp cũng mong muốn rằng là chính sách sẽ được mà sao ạ, được tuyên truyền cũng như là hướng dẫn một cách cụ thể hơn. Và đặc biệt đối với doanh nghiệp thì do cái quy định của cái nghị chính sách giảm thuế tới đây nó cũng không có thay đổi nhiều so với lại nghị định 15 năm 2022. Chính vì vậy cộng đồng doanh nghiệp phải chủ động trong cái trường hợp là tiếp cận, nghiên cứu cụ thể chính sách năm 2022, và đặc biệt là chúng ta phải xem xét chúng ta đang kinh doanh những ngành nghề hàng hóa dịch vụ nào, để chúng ta phải so với lại cái quy định của mã ngành trong cái quyết định 27 và đặc biệt là cái nghị định 15. Và tới đây sẽ có những nghị định hướng dẫn cụ thể để chúng ta hiểu rõ hơn, thấu đáo hơn là chúng ta phải hiểu được chúng ta đang buôn bán cái gì, kinh doanh cái gì, và chúng ta có được hưởng giảm thuế hay không, thì chúng ta ứng dụng để tránh những cái gọi là xáo trộn. Và đặc biệt về khoa học, về kỹ thuật công nghệ, về các phần mềm, thì mặc dù chúng ta cũng đã có sự chuẩn bị rồi, nhưng chúng tôi cũng cho rằng doanh nghiệp và cũng như các nhà mạng cũng cần phải chuẩn bị chủ động để làm sao cho quá trình giải quyết và xuất hóa đơn được thuận tiện hơn cho cộng đồng doanh nghiệp. Và một thông tin cũng được rất là nhiều cá nhân đơn vị quan tâm, đó là Bộ Tài chính vừa tiếp tục đề xuất mức thu một số khoản phí lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán, phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, lệ phí cấp căn cước công dân. Và theo đề xuất thì mức giảm từ 10% và cao nhất là lên tới 50% đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Và xin ông Được cho biết là chính sách này tác động như thế nào đến người dân nếu được thực thi ạ? Rõ ràng là chúng ta thấy rằng là chính sách thuế lệ phí, thuế hoặc lệ phí mà giảm thì cái người hưởng lợi đầu tiên là cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Chính vì vậy khi lệ phí giảm thì rõ ràng người dân là người hưởng lợi đầu tiên. Và cái hưởng mức hưởng lợi này cũng từ 10 đến 50% cũng tương đối là cao. Tuy nhiên thì về những cái khoản lệ phí này nó cũng không phải là thường xuyên và cũng không phải là lớn đối với lại người dân. Nên nếu mà góc độ kinh tế thì chúng tôi cũng không đánh giá cao nhiều, nhưng
Nhưng với góc độ và quản lý vĩ mô, chúng ta thấy rằng đây những cái ngành nghề ví dụ như du lịch lữ hành là những cái ngành nghề đang gặp phải khó khăn, hay là sao ạ, thực hiện chuyển đổi căn cước công dân nó là một nhiệm vụ bắt buộc. Do đó là khi mà chúng ta đã giảm các loại phí này để chúng ta thấy rằng là nhà nước đã hỗ trợ. Vâng thưa ông ạ, bên cạnh chính sách gia hạn giảm thuế phí hỗ trợ người dân doanh nghiệp thì cần thêm những giải pháp hỗ trợ nào để giúp doanh nghiệp và nền kinh tế sớm vượt qua được khó khăn trong bối cảnh số doanh nghiệp phải rút lui khỏi thị trường gia tăng như hiện nay ạ? Như chúng ta đã thấy rằng là chính sách tài khóa trong những năm qua đã phát huy được tác động rất là tích cực đến nền kinh tế. Chính vì vậy chúng tôi cho rằng là với góc độ quản lý vĩ mô thì nhà nước cũng cần tiếp tục được duy trì cái chính sách tài khóa này, và không chỉ là duy trì mà có thể mở rộng, và theo chiều rộng và chiều sâu, nhưng có thể mở rộng đối tượng các loại thuế được gia hạn, các loại thuế được giảm, và thời gian có thể được kéo dài hơn, hay là cái đối tượng được giảm thuế được sâu hơn, thời gian được sâu hơn, đối tượng được rộng hơn, thì để cho làm sao ạ, cái sự tác động, cái tính lan tỏa cũng như là cái chính sách này nó được khuếch đại ở một cái quy mô lớn hơn cho nền kinh tế. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng nhìn nhận lại chính sách tiền tệ, chúng ta cũng cần phải xem xét và để kiểm, mặc dù chúng ta cũng không nên kiểm soát tín dụng quá sâu, cũng cần phải làm sao ạ, để cho làm sao kiểm soát vào mặt lãi suất, cũng như là sao ạ, zoom của tín dụng chúng ta cũng phải mở, và đặc biệt là sao ạ, đặc biệt chúng ta phải cho cái nguồn vốn mà được ưu đãi, hay nguồn vốn được tiếp cận với lại thị trường vốn phải được dễ dàng hơn, để doanh nghiệp có điều kiện để tiếp cận vốn được tốt hơn. Thì đấy là cái điều căn bản để làm sao là giúp cho doanh nghiệp có điều kiện phục hồi. Và một lần nữa xin được cảm ơn ông Được ngày hôm nay đã đến đây tham gia chương trình của chúng tôi, và cũng hy vọng rằng là những chia sẻ vừa rồi của ông Được sẽ có ích cho doanh nghiệp cũng như là người dân trong thời gian tới.